Chào mừng các bạn đến với kênh video HV Channel. Hôm nay Hoàng Vũ Center sẽ làm video hướng dẫn thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3. Thì các bạn chú ý, cảm ứng iPad Mini 3 nó sẽ khác với Mini 1 và Mini 2. Thì cái socket mà cảm ứng của nó sẽ lớn hơn một xíu. Thì chúng ta tiến hành thay thế cũng giống như Mini 1 và Mini 2. Tuy nhiên giá thành mặt kính cảm ứng của iPad Mini 3 nó cao hơn, nên chi phí thay thế sẽ cao hơn. Và các bạn lưu ý rằng màn hình của iPad Mini 2 và Mini 3 là dùng chung nhau, là công nghệ màn hình Retina, nên chúng ta cố gắng tháo cho thật kỹ càng, chi phí màn hình nó cũng mắc hơn, nên các bạn cẩn thận trong quá trình tháo. Thì Hồng Vũ Center làm video này là chúng ta sẽ, các bạn sẽ thấy được là mình hàng socket cảm ứng rất là kỹ càng, nên các bạn chú ý quan sát kỹ thì sẽ thực hiện theo video này thì sẽ làm thành công thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 này. Hồng Vũ Center chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.